Mặc dù mới khai trương hôm mùng 10 thôi các bạn, nhưng mà khách hàng tới ủng hộ Thái Trang đã rất là nhiều. Và hiện nay thì ở cửa hàng đó cũng có nhiều mẫu là đã vãn rồi nhé. Chị chọn kiểu rồi em đo cái ngựa chị, em may y chang vậy mặc mới đẹp. Thưa chị Trang, thì hôm nay chị mặc một cái chiếc đầm cũng rất là dễ thương. Và hôm nay em thấy cũng có khá nhiều khách hàng tới để ủng hộ chị. Thì chị có thể xin phép một chị khách hàng nói cái cảm nhận sau khi mà chị tiếp xúc rồi chị giới thiệu giúp chị được không ạ? Ở đây thôi, chị đi chị. Em nhờ chị cho em một ý kiến để đóng góp cho cái shop của em. Ví dụ như có cần cái gì nữa để phục vụ các chị tốt hơn á, thì chị có thể cho em một ý kiến xíu nha chị nha. Dạ, khi mà em về đây á thì em đi vòng vòng thôi. Rồi khi mà em thử đồ thì em đã hài lòng rồi. Nhưng mà khi mà em gặp được chị Trang thì em lại chỉ còn offer em may theo cái kích thước của em và theo những cái sở thích của em. Chẳng hạn như cái áo mà có không có tay thì chị offer có tay để em có thể mặc đi những cái chỗ mà chẳng hạn như nhà thờ hoặc là những cái chỗ mà nó lịch sự một chút xíu. Thì chị đã offer em như vậy thì em rất là hài lòng, quá hài lòng, cho nên bây giờ em mua em nghĩ cũng phải 7-8 cái. Dạ. Dạ, với một giá rất là ok. Cho em hỏi thăm là thưa chị ở nước nào về ạ? Dạ, em ở Mỹ về. Ở Mỹ, dạ, thành phố nào thưa chị? Seattle, Washington. Seattle, Washington, yeah. Là thung lũng silicon ở Mỹ đúng không chị? Dạ. Dạ. Thưa cho em hỏi thăm thì với những cái mẫu mã mà chị đã thử của Thái Trang thì chị cảm nhận như thế nào? Em thấy là những cái material đó, những cái vải đó chị chọn rất là thoáng, rất là mặc, rất là breathable. Dạ. Với lại những cái kiểu á, em thấy chị rất là sáng tạo đúng không? Dạ, rất là sáng tạo. Nhiều cái kiểu. Đang thưa chị là nhiều khi đang nằm ngủ cái mà nghĩ ra một cái gì là bật dậy coi là ghi vào sổ. Đam mê. Em cũng cảm ơn chị nhá. Chúc chị năm mới nhiều sức khỏe, và nếu mà chị mặc đẹp mai mốt chị thấy chị có thể giới thiệu cho những bạn bè về để ủng hộ Thái Trang. Rồi em cảm ơn. Chúc chị nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn chị Trang nhá. Rồi chị. Chị muốn sao? Chị muốn áo, chị không phải không? Chị đang muốn áo, chị muốn áo. Nhưng mà thôi, lia lia vậy. Chị đang muốn áo, sao em đem nè. Chị muốn áo, mà muốn chứ không phải không có sao. Đây, chị đang muốn, đang nói cái ý tưởng để chị Trang sẽ làm theo cái ý tưởng của khách. Đấy, được một cái các bạn là ở đây là Thái Trang là gọi là chiều theo ý khách, tức là gọi là mình tự thiết kế được. Nói chung là mình tự thiết kế được nên là mình chỉ cần hỏi cái ý kiến của khách hàng, vậy là mình có thể thực hiện được theo cái yêu cầu, theo cái sở thích của khách nhé. Đây các bạn ơi, các chị chỉ mới lựa được có nhiều đây thôi. Mình nghĩ rằng chắc là mấy chục bộ đây người đẹp. Cũng chưa đếm luôn nha, nhưng mà nguyên một sấp này là các chị lựa cho bằng sạch luôn. 7-8 mẫu các thứ gì đó, mỗi mẫu vài màu và chị lấy cho bằng sạch luôn. Thưa quý cô bác anh chị, được biết đến như là một người phụ nữ có đôi bàn tay vàng, rất yêu nghề trong ngành thiết kế thời trang, Thái Trang chợ An Đông được rất nhiều quý khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng. Qua một số video clip Tuấn Dương giới thiệu thì đã có rất nhiều các cô bác anh chị khán giả ở trong và ngoài nước tới để trải nghiệm thử mua sắm sản phẩm của Thái Trang D&T. Hầu hết đều có những trải nghiệm mua sắm rất là tốt. Tuy nhiên có một số khách hàng ngại không muốn lên hình, nên là Tuấn Dương cũng có và chị Trang chỉ có thể xin được những cái góp ý cảm nhận mà không thể hiện thành video clip được. Tuy nhiên thì có một ngày nào đó nếu mà rảnh thì Tuấn Dương cùng với chị Thái Trang
sẽ tổng kết những các cái trải nghiệm góp ý của khách hàng, những cái câu chuyện xung quanh khi mà khách tới lựa chọn sản phẩm và gửi tới quý cô bác anh chị. Ở video clip này thì có những đại gia đình tới 7-8 chị em cùng tới để mua đồ, thử đồ và lựa. Và gần như là cái số tiền mua cũng rất là lớn. Mỗi một người chọn từ 7 cho tới 10 bộ. Và thậm chí lại còn may thêm những cái sản phẩm khác như áo sơ mi, quần tây, đầm, rồi đồ bộ. Và hầu hết khách hàng rất là hài lòng, đặc biệt khi mà được chị Trang trực tiếp tư vấn và hướng dẫn thì rất là nhiều khách đã cực kỳ gọi là hài lòng và thỏa mãn, bởi vì chị Trang là một cái người phụ nữ mà có cái khiếu thẩm mỹ rất là cao, rất là tinh tế. Chị tư vấn cho khách màu sắc này, rồi cái kiểu hoặc là những cái biến tấu khác theo cái yêu cầu của khách hàng. Muốn có duyên vô cũng gặp nhiều chứ. 3, 4, 2. Rộng rộng chút hay chị? Rộng xíu, không đúng cái áo mình thôi chứ không, mình. Chị cái đo phim em 5cm thôi, 10cm. Không được, thì mặt tự nhiên cái vai nó xảy xuống đây nhìn nó kỳ. Không, tại bên đang mặt á, nhiều khi mà mặt biết là mặt không có được. Tại may que bỏ không à chị. Tại bên đang mặt nó dở mặt lắm. Chị cái đo phim 5cm cho em phim ấy, cho nó rộng thoải mái. Không phải, nhưng mà nếu như vậy á, cái form áo, cái dáng áo nhìn nó sẽ không có đẹp. Sao đâu, mặt trong nhà mẹ đâu có ra đường đâu. Cứ rộng đi. Thôi, chiều ý khách hàng. Dạ, là... rồi chuyện... vậy là... thì là em đo cái vai cái vai 46 đi Thanh, vai 46 em may nhiều. Hôm nay mới thấy bà chủ cầm cái thước đo nhá. Dạ, vai 46. Mọi ngày thấy bấm máy tính không mà. Dạ. Rộng xíu, 5cm không được. Rồi kích 130. Cô về chơi được lâu không thưa cô? Đúng rồi. Tới 15 tháng 3 đi. 15 tháng 3, dạ. Eo cũng 130 luôn thôi. Dạ. Eo 130. Đây hôm nay chị Trang mặc một cái bộ đỏ rất là đẹp nhá, dễ thương. Mông 100. Và mông 137. Nói chung là người đẹp nên là mặc cái gì cũng đẹp luôn á. Mông 137. Cái áo á là chị thích dài tới cỡ nào? Đây là áo hiện tại em đang đo nè. Cái mông. Dạ rồi. Thì là áo thanh ghi là 60 đi Thanh. Về áo 60. Dạ rồi. Bây giờ có về mở kênh cho chú coi cái bộ áo này. Dạ. Và cái quần thì muốn dài cỡ. Đúng rồi, nhiều khi này nói vì nhiều quá qua đợt qua mẫu á. Và em nói cho nè. Đúng rồi. Ngay cái mắt cá. Ngay mắt cá là 93. Giờ của em có chịu. 93. Vâng. Vâng. Dạ là 93 đó. Nha ha, đây nè. Vâng. 93. À áo dài ngay dưới đây cô. Đúng rồi. Em và cái cô đi thì đồ nó may rộng lắm, vô mua là có liền à. Qua cái đợt này thì chị Trang cũng sẽ có thêm được một số thông tin từ những cái khán giả ở nước ngoài. Anh vòng đái là 92, chia sẻ coi nhiều lắm á. À, dạ. 92 và cô con cố gắng hết sức khoảng chừng con alo cô liền. Dạ. Dạ, xong là con giao tới nơi luôn cho hay là con giao tới nơi cho cô luôn. Nếu có số điện thoại rồi xong là đã sẽ liên lạc với cô liền thưa cô. Dạ, để con tranh thủ đỡ mất thời gian chờ lâu. Thì chiều ngày mốt con giao, ngày mai chiều mốt con giao cho cô liền. Tại vì hôm nay khai trương con ở đây nguyên ngày, ngày mai ở nhà con làm là mốt có. Dạ, dạ, dạ rồi. Dạ. Chị ơi cô đi chị. Mà. Dạ, coi lấy cái mũ đầm màu xanh giống cô mặc nè. Dạ, cái tay chị thích tay cỡ nào? Tay dài cỡ nào? Thích tay bèo. Có lấy đầm màu xanh đó cho không? Tay bèo gì? Mỗi thứ một kiểu tay. Không, nhưng mà cái chiều dài tay á, chị muốn dài cỡ nào? Cỡ này ha. Trời, chị thẳng xuống mệt. Ê, xong có chỗ thử đấy cô cứ mặc thử nè. Dài tay 38. Tay đó chị hả? Tay trang chị trang. Trang màu vàng. Dạ, tay lỡ lo, thân tôi nẹp 2 phân đó thôi. Cửa tay 32. Màu xanh giống này nè em. Cửa tay 32. Dạ rồi. Bây giờ là quần là Thanh ghi là quần ống. Quần ống là QK9 nè. Lưng thun 3 phân thôi. Quần QK9. Ống quần á. Rồi quần Thanh phải ghi mở một cái ống quần.
Dạ ống quần. Chị Trang đang con lấy mấy cái ren mới của mình ra đó. Con lấy mấy cái mẫu áo ren mới của mình ra thì nó sẽ có nhiều màu. Rồi cái gì đó. Đây thì hôm nay chợ cũng đã khai trương và bên Thái Trang cũng đang đón một cái số lượng khách hàng rất là lớn, mọi người tới để lựa những các cái mẫu mà Thái Trang đã thiết kế. Thì đây là những cái mẫu mà Thái Trang đang trưng bày này các bạn này, rất là nhiều mẫu đầm. Cái mẫu đầm này, mẫu này áo liền, gọi là dạng như là áo liền đầm rất là dài. Đấy, và có một cái hàng khuy này. Rồi đây mình sẽ quay lướt một lượt để cho cô bác anh chị chúng ta cùng theo dõi nhé. Đó. À, mấy hôm trước cũng có những người hỏi là có Thái Trang là có may quần hay không, thì quần cũng rất nhiều luôn. Nói chung là hàng lớp lớp, bên đây quá trời nhiều này các bạn này. Đấy. Quần ống bát, ống đứng, ống loe các kiểu. Mặc dù mới khai trương hôm mùng 10 thôi các bạn, nhưng mà khách hàng tới ủng hộ Thái Trang đã rất là nhiều. Và hiện nay thì ở cửa hàng đã cũng có nhiều mẫu là đã vãn rồi nhé. Sau khi mà nắm bắt cái ý kiến của khách thì chị Trang lại tiếp tục tư vấn cho khách theo như cái con mắt thẩm mỹ, giống như là theo như cái ý kiến của người trong nghề đó. Và từ chỗ mà chị chưa quyết định may áo sơ mi thì chị đã quyết định là may 3 cái lại lận nhé. Đó. Rất hiếm khi mà được bà chủ trực tiếp tư vấn cho khách nha các bạn. Vì thường là chị Trang thì hay ngồi để nghĩ ra những cái mẫu mới và design ra những cái mẫu mới. Đây. Rồi ok. Chị Trang đang lấy số đo cho khách để may áo sơ mi. Đó. Đó, rồi có một cái đầm kia đó thì khách muốn là cắt ngắn bớt đi, nhưng mà chị Trang thì nói rằng là không có nên cắt và chị sẽ may cái khác cho cái chiều dài nó ngắn hơn để cái hàng khuy nó được đẹp. Đó. Thì trong khi mà chị Trang đang đo và tư vấn cho khách thì Tuấn Dương sẽ quay một số những cái mẫu hiện đang trưng bày tại cửa hàng để quý cô chú anh chị chúng ta theo dõi. Nếu mà ai cảm thấy ưng cái mẫu nào đó thì mình có thể tới mình mặc thử, nếu như mà vừa thì mình lấy liền, còn nếu mà mình mặc mà không vừa hoặc có cần cái sự thay đổi nào đó, ví dụ như mình cần tay dài tay ngắn, quần dài quần ngắn, hoặc là cổ tim không phải cổ tim, thì cứ nói với chị Trang sẽ may, sẽ lấy số đo may và thiết kế theo yêu cầu để cho cô bác anh chị chúng ta hoàn toàn được hài lòng. Ví dụ như giả sử như cái bộ này đi, cái cổ này đang là cổ tròn mà giờ mình thích cổ tim hoặc là cổ có chân thì chị Trang cũng sẽ tư vấn thêm cho chúng ta. Đấy, những cái mẫu các bạn nhìn trông cũng rất là fashion nhé. Đây là có một cái chuỗi hạt này, chìa khóa này. Đó, rồi cái dây lưng là hiệu Gucci này. Đó. Đó. Rồi tiếp theo các bạn, cái chất liệu này là chất liệu ren này. Đó, mặc vai nó hơi lệch đi chút này. Đó. 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 Rất nhiều mẫu. Rồi bên kia nữa, đây các bạn nhìn này. Đó, những cái set đồ bộ đấy. Đó thì mình nhìn.
Đấy, rồi chất liệu ren này, nhung này. Đó. Rất rất nhiều mẫu nha. Đây tiếp theo các bạn nhìn này, đây là những cái mẫu này thì không phải là mới update đâu nha các bạn. Có nhiều mẫu thì cũng đã có lên sóng rồi. Tuy nhiên thì trưng bày cái màu sắc khác nên là mình có thể cô bác coi thì nghĩ rằng là có những cái mẫu mới, nhưng mà cũng có nhiều mẫu là chị Trang sẽ sản xuất thêm. Tức là khi mà thị trường thích những các cái sản phẩm đó đó thì cái mẫu đó chị Trang sẽ lại tiếp tục gọi là tái bản, là sản xuất thêm. Thì Tuấn Dương sẽ quay tất cả những cái mẫu mà đang có sẵn tại thời điểm này để quý cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi. Như cái lầm ngoài mờ này là mới này các bạn này. Đó, còn cái này thì cũng là cái màu bữa hôm trước rồi. Nhưng cái hoa văn này hôm trước là màu trắng, hôm nay là màu vàng nhé, vàng với đen. Đó, rồi rất nhiều những cái sản phẩm khác. Rồi tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn các cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Nếu mà cô bác anh chị muốn thử những cái mẫu đồ của Thái Trang thì hãy tới đây sạp A919293 tầng 1. Đó, thương hiệu Thái Trang độc quyền D&T. Đó, chị nói chuyện rất là vui vẻ. Năm quần hai đầm bốn sơ mi. Con chị này là 7 gáo đầm. Rồi, trời ơi, 7 gáo đầm. Chủ của cô kia là 2 gáo đầm, mấy cái bộ. Không biết là nghe có lộn không. Rồi thôi Tuấn Dương dừng video nhé. Trước tiên hôm nay là ngày khai trương của chợ An Đông. Chị Trang sẽ xin gửi lời chúc Tết tới tất cả khách hàng ở trong và ngoài nước. Một năm mới an khang và thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Và rất mong các cô, các chú, các anh chị ở trong và ngoài nước hãy đến tham quan mua sắm tại chợ An Đông. Và nhất là nhớ ghé gian hàng của Thái Trang, nhất là nhiều mẫu mã đẹp chuyên phục vụ các cô, các chị tuổi trung niên. Mẫu mã sẽ cập nhật liên tục trên trang fanpage và cũng có sẽ cập nhật trên cái kênh Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Rất mong và luôn chào đón quý khách đến tham quan mua sắm tại chợ An Đông. Dạ rồi, em cảm ơn chị Trang nhé. Thôi không giờ không làm mất thời gian chị Trang để chị Trang phục vụ khách vì quá trời người đang chờ rồi. Dạ, em cảm ơn.